6 giờ sáng, thanh niên trai tráng 18, chưa yêu nhưng mà kiếm chẳng dám. Tiền tiêu thì vẫn tiêu bằng đàn, nhưng vào một buổi chiều trên đường về nhà vẫn cứ đang phiêu như thường thế mà. Đợt sự tình yêu khiêm lướt ngày qua, không bị chơi chóc nhưng đầu óc thấy lạ. Em được đâu rơi xuống, đời được tiền thường trên những lúa bay. Em làm anh cực cuồng, tay đầu quay cùng dù không muốn say. Em chỉ cần nắm đôi tay vì lắm chua cay rồi cũng sẽ qua. Nhưng thôi em cứ gửi tắm đời này, rồi sẽ có ngày, sẽ có ngày anh được. Đang chưa có xe tay ga, nói yêu thật khẽ mà em nghe hay ta. Với đôi nhìn em đã che tay.